cô chú chị và các bạn, hôm nay mình sẽ làm cái món thịt thỏ xào lăn. Đây là 2 kg thịt thỏ của chú chị ạ. Tại Vâng. vì tại vì cấp điện á, cho nên là mình phải làm trừ hao nhiều, cô chú chị ăn nhiều nhiều lần luôn, để khỏi mất công nóng nhiều lần đó. Thì hôm nay thỏ rất là nhiều nạc đó, thì mình sẽ làm cái món thịt thỏ xào lăn. Trong này có sả ớt, tỏi, mình sẽ sử dụng một nửa, Mẹ con cầm khoảng 60%, còn dư chút nữa mình xào rồi với lại dầu cho nó thơm. mẹ con cầm thân thôi con chụp siêu mệt Đã. con mệt bây giờ Cái này là đường, nhà mình nấu ăn đều có đường nha cô chú anh chị. Hai cái này mình 2 muỗng canh, để cho nó có nhiều sốt thì mình sử dụng gia vị nhiều. 1 muỗng lân hạt nêm. Cái món xào lăn á là phải có nước mắm, nhà mình dùng khoảng 2 muỗng nước mắm. Rồi đây là một miếng bột nghệ nha. Cái này là cà ri, xào lăn là phải có cà ri nha. Như đây, thêm bột cà ri, tại vì thỏ nhiều á, mình muốn thêm bột cà ri cho nó thơm. Rồi chút hầu gia vị nó thấm, chút mình xào lên nó mà mình cảm thấy thiếu cái gì ở lạc á thì mình bỏ thêm một lần gia vị giống vậy nữa. Muốn sốt nhiều mình sẽ thêm gia vị xào. Xào bơ cho cái món xào lăn đó với chị nó sẽ thơm ngon lắm luôn. Đây bây giờ mình sẽ xào bơ này. Mình bỏ cái phần tỏi với lại sả ớt á vô mình xào cho nó thơm. Thì ngồi ra mình sẽ cũng cho vô một miếng bột cà ri cho nó thơm luôn nha. Bột cà ri để cho nó dậy mùi khi mà xào lên á, nó sẽ thơm. Đó. Khi mà cái này nó sôi nó có mùi thơm rồi, bây giờ mình sẽ bỏ cái phần thịt thỏ vô. Hôm nay mình sẽ xào cái món thỏ xào lăn khô. Đây là phần thịt thỏ của anh chị, mình không có bỏ một miếng nước nào luôn á. Cái này là nước nước thỏ nó tự ra nước nè, thì nó trong cái nước này nó tự ra nước thì nó sẽ làm chín thịt. Thì bây giờ mình sẽ cho nó nút lại cái nước này, mình mở nắp ra, mở lửa maximum hết cỡ luôn để cho cái nước này nó rút vô, để cho cái thịt thỏ nó khô hơn một chút đó. Mình không có bỏ miếng nước nào luôn đó, để lửa nóng, để lửa cho nó nóng hết hết cỡ để cho nó rút hết nước này. Thịt chín rồi bây giờ mình chỉ cần nó rút bớt nước là được. Xin lỗi hôm nay cái đây, okay.
Hôm nay mình có bỏ thêm một ít còn tàu, còn tay, còn tàu á, để cho nó thơm cái gì, với lại hành tây, có xả cộng nữa nè. Wow, ăn ngon quá. Ngồi ra, ngồi ra mình sẽ bỏ lên cái đây là đậu phộng, đây là đậu phộng. Mình bỏ lên, rắc đậu phộng lên. Oh no. Okay, come here. Một bời, chừa lại một ít lá để lên trên mặt cho nó đẹp. Rồi, xong, bỏ sao lăng. Cái này là cái chén nước sốt cô chú anh chị, khi mà mình xào nó còn có nước sốt nè, mình tranh thủ mình chắc ra để mình ăn cơm, tại vì cái nước này là cái nước từ thịt ra đó, chứ mình không có bỏ nước đó. Rồi cái này là mình xào khô. Xin chào cô chú anh chị và các bạn, nhưng mà xin nhận mời cô chú nè. Gì? Xin chào, hôm nay mình ăn món thịt thỏ xào lăng. Lúc nào giới thiệu với con nó. What name of food today? What is it? Thỏ xào lăng. Thỏ xào lăng. Hôm nay con ăn món thỏ xào lăng. Chị Mai nói hôm nay nhà con ăn món gì? Con ăn xào lăng. That's why. Ok. Sẽ có cái sốt mình. Luca mẹ chan sốt cho con nè. Nè, mình tranh thủ từ cho con à. Sorry. Fly. Nè, cho con đúng không? Mình tranh thủ mình giữ lại cái nước nè, tại vì nước này nước thịt thỏ. Để cho lúc cắt cái con này nè. Mình rót nước sốt cho nè. Nói cho mẹ ôm bó chèn rồi mẹ. Này, cho con. Con có cơm. Số cơm. Xin mời cô chú chị và các bạn ăn. Xin mời cô chú chị và các bạn. Tranh thủ không có điện. Hôm nay còn báo động mất không đi siêu điện tôi đấy. Chú ta. Chú. Hôm nay còn báo động 2 lần. Chú ta sẽ tụ. Maybe 3. I remember so much. 2. Một lần. 2. Duck. Lần đầu á. Mấy bay từ virus bay có cánh vô là vô phong bạo ren mình có còn động. Này. Xong rồi qua lần 2 á của chú chị cũng có còn động luôn. Xong rồi cả nhà mình. Cho nên là cả ngày không có đi đâu ra ngồi hết của chú anh chị, cho nên ở nhà sẵn còn thịt thỏ. Có chỉ có thịt thỏ cho nên mình làm món thỏ xào lăng, không có cái gì luôn á. Có cái gì mình làm đó nè, không có rau cải, không có dưa leo gì hết mà. Cái món thỏ xào lăng này ăn cái gì thôi. Ăn với lại cơm. Những cái cơ bản nhất là nhà sẵn là có gạo sẵn nè. Ok. Có thịt sẵn nè. Rồi ít nhất là cũng có một chút xíu hành tây đồ đạc rồi, cũng nói chung cũng chưa chú ca cha mẹ mượn cái cha mẹ tờ giấy. Ok, cảm ơn nhiều. Mọi thứ có sẵn hết rồi, chỉ nấu làm được món này thôi. Bác cô giáo cái sốt sốt cái sốt nó xin ăn đủ thôi. Sẽ chút gì sẽ chút chút gì nhớ bao nhiêu cái gì cái đâu. Я хочу, чтобы ты больше. Ты чуешь? Нет, Тима, ты чё? Ну, ты чё? Хорошо.
тяжелый, пойдем покажи. О! Да ты тоже не можешь. Ну, я не показываю ежу, как ты открываешь, и на языке тебе ежу. Лава, ну-ка. Ну-ка, это не надо. Ну как, ты на гадинах, а? Кому не хотят? А на ванну, да? Кинь, привет? Ну? Ну? Да. 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 I don't like candy from pop. Да, смело, I don't like it. Cái thằng heo á, kêu bằng cái cọc á, mình kêu là cái cọc. Cái mu dạng nó hay bị hôi cái này. Nó hôi mùi nó khai khai, nó không có ăn được. What one kilo 180. 180. Where did you cheat? Because. 180 how many? Yeah. $5. Я вообще тоже не считаю. Come on. No, fine. $5 one kilo. Я кажу, я кажу. Кроме себя, Коза, кроме Анг, что я делаю? Мама, ну не нам, мама. Кроме меня. Фарин, да, фарин бит. Кроме мама. Давай, фарин бит. Ну, хорошо. Cái món này nhận đi ngon. Биби. Биби, каши жужи. Я тебе попался же. Лукас, не спеши. Подай, пожалуйста, сказать сыротку. Мне чвакать. Там салфетка, Лукас. Я взял. Of course, я сейчас не кофе. Собака лак. Mỗi lần mà mình thấy cái gì đó vui hoặc là cái gì đó mình có thể nói người đó là quý người đó như là một cái con vật gì đó. Ôi vậy? Con chó, con mèo, con cọp, con heo cũng được hết. Hay con bò cũng được luôn. Mọi người thấy nó bình thường, tự vì con vật người ta nói chung cũng yêu quý. Người ta thấy nó bình thường, không giống như ở ở Việt Nam mình, ở Việt Nam mình mà nói ví dụ người này thì mày giống con chó hay là kể cả có thể là bị đánh nhau. Cho nên là thỉnh thoảng mấy người bạn giỡn hay nói con này con kia, mình nói chứ nói đây thì được nha. Nếu mà lỡ mình về Việt Nam chơi mà nói người khác là con vật coi chừng bị đánh đòn. Chị mong mơ được. Thế bình thường được cái mặt của con mèo hoặc là nó con bò. Nó cũng bình thường. Chị mang cho con cái muỗng nè. Xúc cái muỗng ăn nhanh đây con. No. No. Trời ơi. Ăn không đi no. Hả? Because now much to not lie. No, many times in this book. Mm-hmm. It gets very quick finish. One balloon, I cook maybe two times. Two times soup, two times fried egg, maybe fish. Two times water. Bubble. Bình ga nhỏ nấu nhanh hết rồi chứ chị. Ở đây mình mua cái bình gì là cũng tài gấm thôi.
Không, ba đô rưỡi một bình á, một bình nhỏ thôi, bình nhỏ gam mini ở mình kia mà gam mini. 120g. Em tìm ra. Con nhỏ. Con nhỏ. How many gram? 80g or 120g? Better. Maybe 120g. Nấu 2 trong súp, chiên 2 lần trứng hoặc là nấu 2-3 lần nước nó là hết. Nhanh. Before we buy quarter? Ừ. For 6 hours or 4 times? Ừ. What did you chơi yet? Ờ, hả? Cái này nó thật. Bù. Bù. Ba nó có là ta chịu tập giấy mời, nghĩa là họ đến đâu mà nó cũng còn để làm quý vị. Họ đến công ty á, tụi này không á, họ đủ giấy mời luôn. Là tất cả mọi người ở đó ai đi đủ điều kiện đi khám sức khỏe hết. Thì ba nó cũng làm việc trong đó cho nên là họ đưa giấy tờ để khám sức khỏe. Mà mình nghĩ ba mất chắc không đi rồi. Tại vì là ba bị bệnh. Mới cách đây 2 tháng mấy tụi mình có dẫn đi đi mổ. Tụi mình cũng lo đi mổ xong rồi mua thuốc rồi bị tim rồi bị cao huyết áp rồi tùm lum hết. Thì khi mà đem chắc là đi khám chắc không đủ điều kiện để đi đâu. Vì có small ship and easy. Motor. Да. Я хочу сесть, я только хлопы, чуть-чуть, я Mày lấy cái gì cho luôn cách này ăn ngon nè. Ai cái này ăn ngon này con nè. Mom. Mom. You need to eat well. No, this is delicious. Lại bê con. Bê con. Bê con. Mom. Bê con. Mấy ngày nay á rầm rộ. Chớp. Nó là người Ukraine á, những cái người mà bị mù á mà cũng kêu gọi đi đến á, thì hôm nay mình đến chính cái việc này nè. Có nghĩa là những cái giấy tờ mà phụ đàn ông có liên quan đến quân đội á, hoặc là ở địa phương đó, thì chính quyền người ta nắm hết tất cả những cái thông tin của đàn ông hết. Thì đến lượt mà người ta kêu đi lính, người ta sẽ gửi cái giấy mời về nhà. Người ta không quan tâm là người ta không có quan tâm là ông này không bị quèn cái chân, ông này không bị không có thấy đường, còn là ông bị vấn đề bệnh gì đó, người ta không quan tâm. Người ta sẽ gửi cái giấy mời về, cái người đó nhận được cái thông tin giấy mời đó, thì để họ chứng minh được là họ không có đủ điều kiện đi á, là bắt buộc họ sẽ đến cái bưu điện cái bệnh viện. Thì sau khi đến bệnh viện, bác sĩ người ta sẽ thấy được mọi thứ trước mắt, người ta sẽ làm cho một cái giấy tờ là ông này không đủ điều kiện, thì từ đó lấy cái giấy xét kết quả của bác sĩ ở bệnh viện đó, người ta cho đó, người ta nộp vô quân đội, thì người đó sẽ không đi. Chứ nhiều người rất nhiều người gì mà nói là ô Ukraine người bị mù mà cũng đưa đi, bác sĩ rồi cười nhạo rồi nói chung rất là nhiều vấn đề, rất là cười nhiều lắm đó. Mình thấy vô lý, không có chịu, không có suy nghĩ, cái gì nó cũng có một cái lý do mà bước từng cái một. Thì about you know, hit now new Facebook, many people smile Ukraine, hit story one boy. No, about me, I said about him 35 years, he cannot to see. But enemy invite him to go. Because lose many stories. Nah, fought them. Người ta sẽ gửi cái thông tin về trước, xong rồi sau đó cái người đó tự động đi đến cái bệnh viện mà để lấy để chứng minh là họ không có đi được. Thì bác sĩ người ta nhìn người ta thấy cái sức khỏe nè, rồi tay không có tay cái chân, thì bác sĩ người ta ghi vô cái thông tin đó, thì họ đến nộp là họ đó rồi còn đi đâu. Tự nhiên nói là rất là nhiều, tức là Ukraine hết người rồi đưa đến để bắn tỉa này kia, cười nhỏ rất nhiều lý do, mà càng cười mình càng thấy nó càng không có suy nghĩ, không cái kiểu không có suy nghĩ gì hết. Tôi có sạch chưa? Ở địa phương á, ví dụ người ta biết được cái tình hình của người đó, cái tên người đó, năm bao nhiêu tuổi. Còn cái việc mà những cái khoảng thời gian sau người ta bị tai nạn hay bị một cái vấn đề gì đó, bị bệnh gì đó, người ta đâu có biết được. Nên là
muốn xác chứng nhận mình không có đủ điều kiện đi thì mình phải đến làm cái giấy tờ xác nhận vậy thôi. Nói gì đâu mà cười nhạo mà. No no. Tại sao no? Cầm đũa giỏ rồi thôi. Sợ. Con nó tuyết được con ăn xong là mới cảm ơn mẹ cho mày hết luôn. Cái lúc cái lúc cà phê nước kem quá muốn uống nước cà phê rồi. Cho nên là có những trường hợp mà đàn ông á mà bình thường luôn, thí dụ mời là người ta đi của chú không ai trốn của mình thấy gì. Nếu mà nó mắc mời thì nó cũng đi thôi, nhưng mà những cái điều là giờ anh đang làm. Còn có những trường hợp những cái vị trí quan trọng á thì người ta gửi giấy mời rồi, xong rồi công ty người ta bảo lãnh, công ty lớn người ta bảo lãnh cho người đó, tại vì người ta nói là người này vị trí quan trọng mà làm và đóng thuế nhiều người, một người làm vị trí quan trọng cái lương người ta trích ra đóng thuế bằng cái lương trong cái người đi lính bình thường đó, cho nên không thể nào bắt đi lính hết được, còn phải làm kinh tế nữa. Anh định nấu súp mà có gì nấu súp không? Dò ăn súp dò không biết nấu súp sao làm súp. Waste drink. Ở đây bí đỏ nhiều quá. Mà mỗi lần bí đỏ bị đau bụng, cho nên không dám ăn bí đỏ. Không dám ăn những cái lẹ rồi hạt luôn. Nên là vì lúc mình cử ăn rau củ quả luôn. Rồi con cái gì? Có tiền con. Chị Mai giúp, hôm nay chị Mai giúp bà ba lấy cái máy quay phim ra giúp phụ ở là tên Hoa Khuyên. Giỏi con à. Good. Đó. Đó. Ngon lắm. I cannot stop it enough. A little bit full. Ngon. Lúc cả nó cảm ơn mẹ để em để em nhắc thì. Anna cảm ơn. Cảm ơn mình gì rồi. Cái gì? Ngày nào Lucas ăn xong cũng cảm ơn, nhưng mà cảm ơn sau cái video của chú. À, chị một chút. Có gì? Ok, thôi, ủa chú chị hôm nay video chia sẻ đến đây. Cảm ơn của chú chị đã xem cái video trong ngày hôm nay. Tạm biệt. Tạm biệt, hẹn gặp lại và đăng ký một like. Tạm biệt, subscribe our channel. Channel. And like. Mother, I will see you. And like. One surprise and I don't know when we'll be. Because now American cannot be able to hear. Maybe after work we'll be. Cái chuông nút bạc của chú chị. Tụi mình không có nhận được con, mình nghĩ là chắc hết khi nào hết chiến tranh ở Mỹ người ta mới gửi về được. Tại hiện tại đây ở Mỹ hiện tại bây giờ họ không có gửi cái gì qua Ukraine, từ giờ nó có chiến tranh đó. Không có gửi gì hết á. Rất là nhiều người muốn gửi về Ukraine nhưng mà không có nhận xong trả lại hết. Nên là mình nghĩ công ty ở Mỹ á, cái nút bạc gia đình mình cũng không có gửi được. Not very important, no. No. Nothing at all. So bye bye. Tạm biệt. Tạm biệt. Hẹn gặp lại. Tạm biệt. Ăn tiếp. Chưa.